Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tuyên, trường Đại học Gladstone, Hoa Kỳ, là một trong những nhà giáo trẻ tuổi được công nhận giáo sư trong năm 2018. Trước khi công tác tại trường Đại học Gladstone, giáo sư Vũ Văn Tuyên từng là học sinh của trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, một ngôi trường luôn duy trì tốt đầu của tỉnh Hưng Yên. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tuyên sinh năm 1989, quê ở thôn Thi Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Giáo sư Vũ Văn Tuyên là học sinh khóa đầu tiên của ngôi trường và là một trong những học sinh giỏi của nhà trường. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Tuyên là sinh viên ngành tự động hóa của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2013, Tuyên nhận được học bổng của trường Đại học Florida, Hoa Kỳ. Tại đây, Tuyên là nghiên cứu sinh của ngành điện năng lượng và được công nhận học hàm phó giáo sư vào năm 2016. Năm 2018, tại trường Đại học Gladstone được công nhận học hàm giáo sư. Giáo sư Vũ Văn Tuyên đang hướng dẫn những nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Các hướng nghiên cứu chủ yếu trong lĩnh vực điện năng lượng. Năm 2022, nhóm của giáo sư Vũ Văn Tuyên đã nghiên cứu phát triển dự án ứng dụng tính toán lượng tử và mạng lượng tử vào hệ thống lưới điện thông minh tại Mỹ, và dự án đã nhận được tài trợ hơn 600.000 đô la Mỹ từ chương trình hợp tác giữa Bộ Năng lượng Mỹ và Quỹ Nghiên cứu Khoa học Mỹ. Sau hơn 20 năm từng học ở dưới mái trường Đoàn Thị Điểm, thì cảm nhận của Tuyên là ngôi trường hiện tại bây giờ rất là khang trang, như là có các cái phòng chức năng, các nơi mà các em có thể rèn luyện bản thân, được phát triển đầy đủ về mặt chia sẻ cho các em về sau, các thế hệ tiếp theo ấy. Xu hướng của thế giới bây giờ là về trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Đây là hai cái lĩnh vực mà các em nên tiếp tục phát huy, làm chủ được khoa công nghệ thì sẽ làm chủ được đất nước và sẽ giúp được đất nước phát triển. Giáo sư Vũ Văn Tuyên cho biết nhóm nghiên cứu của mình mong muốn sẵn sàng hợp tác với các nhà khoa học Việt Nam, đồng thời hy vọng các thế hệ nhà khoa học trẻ nhìn nhận được tiềm năng để phát triển công nghệ và nhân lực cho lĩnh vực lượng tử.